Tinh vân đại bàng, còn được gọi là tinh vân nữ hoàng sao, là một cụm sao trẻ mở trong chòm sao Serpent, được phát hiện bởi Jean-Philippe Chasseur vào năm 1745. Tinh vân đại bàng là một phần của tinh vân phát xạ khuếch tán, hay vùng H2, được phân loại là IC4703. Cấu trúc khổng lồ, cao tới 4 năm ánh sáng, được gọi là các cột trụ sáng tạo, được đặt trong kính vạn hoa màu trong chế độ xem ánh sáng cận hồng ngoại của kính viễn vọng không gian James Webb của NASA. Những cây cột trông giống như những mái vòm và ngọn tháp mọc lên từ khung cảnh sa mạc, nhưng chứa đầy khí và bụi bám trong suốt và luôn thay đổi. Đây là khu vực mà những ngôi sao trẻ đang hình thành hoặc vừa mới thoát ra khỏi cái kén đầy bụi của chúng khi chúng tiếp tục hình thành. Là một phần của tinh vân đại bàng trong chòm sao Cự Xà, cách trái đất khoảng 7.000 năm ánh sáng, ba cột mây biểu tượng này từng khiến các nhà thiên văn học sửng sốt với vẻ đẹp của chúng khi lần đầu tiên được chụp bởi kính viễn vọng không gian Hubble vào ngày 1 tháng 4 năm 1995. Một ngọn lửa khí có thể nhìn thấy thoát ra khỏi tinh vân ở phía đông bắc dài khoảng 9,5 năm ánh sáng hay khoảng 90.000 tỷ km. Cụm liên kết với tinh vân có khoảng 8.100 ngôi sao, phần lớn tập trung ở một khoảng trống trong đám mây phân tử ở phía tây bắc của cột trụ. Trong bức ảnh mới được NASA công bố, chụp bởi camera cận hồng ngoại NICAM của kính viễn vọng không gian James Webb, các trụ cột hiện lên chi tiết chưa từng có với cấu trúc mây rõ nét và hàng trăm ngôi sao mới. Trong quan sát trước đây, kính thiên văn Hubble đã không thể nhìn xuyên qua được các đám mây phân tử. Nhiều ngôi sao trong số này được sinh ra chỉ vài trăm nghìn năm trước, chúng là những quả cầu màu đỏ tươi, thường có ánh sáng nhiễu xạ và nằm bên ngoài các cột bụi. Dữ liệu mới sẽ giúp các nhà khoa học cải tiến mô hình hình thành sao bằng cách xác định chính xác hơn số lượng của sao trẻ, cũng như lượng khí và bụi trong khu vực. Theo thời gian, họ có thể hiểu rõ hơn về cách các ngôi sao hình thành và bật ra khỏi những đám mây bụi này trong hàng triệu năm. Kính viễn vọng không gian James Webb là công cụ quan sát vũ trụ hàng đầu hiện nay, với độ nhạy gấp 100 lần Hubble. Nó có thể nghiên cứu giai đoạn sơ khai nhất của vũ trụ, ngay sau vụ nổ Big Bang cách đây 13,8 tỷ năm. Các vật thể càng ở xa thì ánh sáng của chúng càng mất nhiều thời gian để đến trái đất. Vì vậy, việc quan sát vũ trụ sâu thẳm chính là nhìn lại quá khứ xa xôi. Đó là lý do siêu kính viễn vọng của NASA được mệnh danh là công cụ nhìn xuyên quá khứ. Mặc dù quan sát cận hồng ngoại của Webb cho phép khám phá không gian sâu, không có thiên hà nào được nhìn thấy phía sau các cột mây trong ảnh chụp này. NASA giải thích rằng hỗn hợp bụi và khí trong mờ ở phần dày đặc nhất của đĩa thiên hà Milky Way hay dải ngân hà đang chặn tầm nhìn của chúng ta về vũ trụ sâu hơn.